Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình giới thiệu cho tất cả anh em tham gia chương trình này góp Bitcoin nhận 20 token Bitcoin nha. Tôi ăn 1 token Bitcoin khoảng 30 TGS. Dự án này khoảng 20 đô và để tham gia hôm nay mình phải lên mô tả bấm start nè bạn. Sau khi bấm start xong các bạn lướt cấp trai nha bạn. Rồi bạn bấm continue. Token này sẽ list sàn chết quáp nha bạn. Rồi bạn bấm continue. Nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn join bạn join vào website nha các bạn. Ơi join vào kênh trailer nữa bạn. Đây nó đã có con chắc của nó nữa bạn. Rồi bạn bấm lại nha bạn. Rồi bạn bấm reset. Reset website thì các bạn xem qua website của nó nha bạn. Các bạn nhấp vào xem website của nó. Rồi các bạn nhấp vào các bạn xem được khoảng 1 giây 2 giây thôi các bạn. Chạy trình tảng TC20 nữa bạn. Bạn lock. Rồi bấm đáp lại nha bạn. Rồi bấm reset. Tiếp tục các bạn xem địa chỉ email của bạn. Không hẳn các bạn ơi, nó có kêu đăng ký email không các bạn? Rồi tiếp tục các bạn dùng địa chỉ ví Tronin trên tảng TC20 Wallet nha bạn. Bạn copy địa chỉ ví nha bạn. Đây mình lấy địa chỉ Tronin nha bạn. Các bạn mở địa chỉ cho link mình ra, các bạn copy địa chỉ TC TDS mình các bạn. Mời xét các bạn copy địa chỉ này các bạn. Rồi các bạn mới đáp lại các bạn. Bạn bắt dẫn các bạn. Rồi các bạn bấm balance thì sẽ xuất cân các bạn. Mình đã nhận được 20 coin các bạn. Tiếp theo. Hello, Ramon. Ít giờ nhập số tiền luôn các bạn. 20 TD. Rồi các bạn nhập số tiền luôn các bạn. Các bạn lấy liên ghép chia sẻ bạn bè, mỗi một liên ghép các bạn sẽ nhận được 10. Vậy video này kết thúc, mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.